Rồi xin chào bà con, cháu tên Sơn, ấp Thành Phú, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, Vĩnh Long. Hôm nay cháu cũng về một số cây khôi, chỉ có hai loại cây, ba loại cây nhưng cô chú, chiếu thủy, trung nu, mặt khỉ, với sam, với hai cây qua mua. Rồi cây này là cây xanh da nhật. Không để cô chú chờ lâu thì vô số 1 đi. Thì nói chung là chào rồi tóm tắt là cả nhà đi. Rồi con không hảo số 1 cho cô chú nha. Số điện thoại mình là 070-490-1225. 87 chiều cao. Cây này là giống hệt như con rồng luôn nha cô chú. Cây da nhật nha. Đây, anh bắt lại đây nè. 41. 40 thôi. Cây này có giá là 2,2 triệu. Lên nha cô chú. Đây, một nó nhảy lên đều hết trơn nè anh quá. Lên nhiều lắm rồi. Cây số 1 có giá 2,2 triệu, nhớ mã giùm cho em cháu nha. Rồi nó có một cây da nhật một thôi. Này là chiếu thủy da xanh lá lớn nhưng mà lên nu dữ lắm, dài dặn dữ lắm nha. Đó, nhưng mà cái thân nó hơi xấu, dẹp dẹp. Thân nó hơi bị bể bể đây một chút. Mà nó lấp lại này nghe cô chú. Nó cuốn qua nè, cái này lâu năm lắm rồi. Nè nu nè. Nu cục ra nè. Quay vòng cho cô chú coi. Chiều cao từ mặt bầu đến đỉnh là 94. Hoành thân mình đo vị trí này là 44. À, bị ai chơi trước đây mà nó lắp lại rồi. Đó như lâu lắm rồi chắc người ta thành lắp lại hết. Cây số 2 này có giá là 1,3 triệu. Cây số 3 nguyên cục đặc nha. Này là nguyên cục đặc này nha cô chú. Cái này là đánh chơi bonsai nha. Đây, đây nó lên nhiều lắm rồi nè. Mấy này mình cứ dưới gốc này mình cứ ngắt đi. Còn trên đọt này thì để cho nó lớn lên rồi bẻ. Cái nào để lại thì bẻ, mình bẻ. Cao là 34. Cái này nguyên một, nó một, như một thân lên nha mà nó thoát thân nó hơi ít. 60. Thoát thân nó được chừng khoảng chừng thoát thân nó rồi. Lên tới cái kẻ này rồi. 14, 15. Thoát thân lên được 15. Cây này có giá là 1,9 triệu. 60 đặng nhân cô chú. Cái này là da đen nha. Rồi. Cây số 4. Số 4 là trung nu mặt khỉ nha. Em hổm gài về mua một cái bầy trung nu mặt khỉ này mấy trăm cây cô chú ơi. Quay vắng từ từ. Cao thì 36. Hoành thanh vị trí này 22. Cây này có giá là 600 ngàn. Trung nu mặt khỉ. Cây số 4. Cây số 5. Cao thì 40. Hoành thanh vị trí này thì 18. Cây này có giá là 500 ngàn.
Cây số 6, 31 chiều cao. Hoành thân vị trí này thì 22, 23 đến 22 thôi. Cây này có giá 500 ngàn. Trung nuôi mặt khỉ nha cô chú. Cây số 7, 24 chiều cao. Hoành thân vị trí này là 24. Cây này nó lùng mà nó có bệt. Cây này có giá 600 ngàn. Cây số 8, 30 chiều cao. Hoành thân vị trí này là 18. Cây này có giá 400. Cây số 8. Rồi hết cây chiếc rồi mình lên cặp nha cô chú. Cặp số 9. Mười lăm cao. Hoành chắc cũng 15 hả? Rồi đúng luôn, 15 hoành. Cặp này có 300. Cặp này là cặp số 9 có 300 nha cô chú. Nhỏ em kêu nhỏ, lớn em kêu lớn nha. Cặp số 10. Chứ cặp nào cũng 300 chắc em đi bộ đội quá. 21. Này 18 hoành, cặp này có giá là 400 ngàn. Cặp này cặp 11. Cao thì 25. Hoành thì 14. Cặp này giá là 300 ngàn. Cặp này cặp 12. Không 070 490 1225. Cao thì 25. Hoành thân thì 15. Cặp này giá 300 ngàn. Cặp 13, 20 chiều cao. 17 triệu hoành, 16 triệu hoành, có giá 300 ngàn. Cặp này thì rất là đẹp nha cô chú, nó hơi cao tiền hơn chút nha cô chú. Đây nó tản ra cái cục này bự dữ lắm. Trung nu mặt khỉ nha cô chú. 20 chiều cao. Hoành thân mình đo vị trí này là 24. Cặp này có giá là 500 ngàn. Cái cặp số 14 nha cô chú. Thấy cái này đến đẹp đẹp thì nó hơi nhỉnh hơn chút xíu cô chú ơi. Cặp 15. Cao thì 24. Hoành thân vị trí này 24 luôn. Cặp này là cặp 15. Có giá là 450k. Đây cặp 16 này nó dướng vô con thú này nha cô chú. Con thú cọc chiều hoài luôn đó. Môi này ra là con thú nè. Đó. Thấy nó giống giống đưa vô luôn. Hai con thú hội thôi mà.
18 chiều cao, hoành 19, có giá 500k, đẹp nha cô chú. Đây thú đó nha. Rồi trung nu mặt khỉ nha cô chú, cặp 17. Cao thì 21, hoành thân thì 16, mà tính 15 thôi, có giá là 300.000. Không 070 490 1225, số điện thoại là số Zalo của mình luôn, cặp số 18, cao 23, hoành thân thì 21, cặp này có giá là 300.000. Cặp 19, cặp 19 có giá 400.000. 26 chiều cao, 18 triệu hoành, cặp 19 có giá là 400k. Này chú thủy trong nu nha cô chú, nó nu nặng lên nhiều lắm rồi nha cô chú. Cặp 20, cái này bự to, hai mươi bốn chiều cao, hoành 23, giá 500. Cặp 21 cái này nó có chiều cao nó hơi ấy, hơi khỉnh thì nó hơi ấy nha cô chú, nó lắc lắc nhiều hơn mấy cái này, cặp là 400 400 nha cô chú. Bốn mươi chiều cao, 16 triệu hoành, cặp này 400.000. Lắc đẹp. Cặp 10, cặp 22, cặp 21 có 400 nha cô chú. Cặp 22 400. 28 triệu cao, 16 triệu hoành, 16 17 gì đó, 400 luôn. Cặp số này là số 22. Cặp này 400 luôn. Vậy xích vô đây, anh chụp lên nhanh. 38, hoành 17, cặp này cặp 22, 23, 400. Cặp 24, 400. Cây tính 200 nha cô chú, bự lắm nha. 32 chiều cao, 19 hoành, cặp này cặp 24, giá là 400. Rồi cứ lọ lửa hên xui nha cô chú. Cây là tính 200.000 là rất là rẻ nha cô chú. Giờ này uống ly cà phê không trăm mấy rồi, cà phê máy lạnh. 32, 18, 400. Cặp 25, cặp 26, 400. 33, 15, có giá là 400. Trung nu chiếu thủy, trung nu mặt khỉ nha cô chú. Cặp 27, giá là 400. 22 chiều cao,
Hoành Thăng thì 17 giá 400, cặp 27 giá 400, cặp 28 một loại tiền luôn nha cô chú, 46 chiều cao. Hoành vị trí này thì 21 có giá là 400, cặp 28 400, 29 400, nó cũng cỡ cỡ gì không chú ơi, khỏi đo cho lâu thời gian đó. 30 400, đó đẹp không, cái này nó 30 400, 31. Mình hôm gài bán cũng nhiều clip chung nu rồi, 14 15 hoành trở lên không nha cô chú. 34 400, 31 400, 30 400, 31 400, dễ chọn lựa. 32 400, cây này bự nha, cặp này bự lắm nè, cặp này tới 20 hoành đó. 400, 33, 400. Nhớ mã số em cháu nha. Thôi khỏi là chiều cao này thì 30. Cái cục này lớn lắm nha cô chú, hai mấy không đó. Này 23, 400, 23 triệu hoành, nhưng mà cặp 33 cũng 400, cặp 34 cũng 400, trung nu mặt khỉ hiếm có. Số điện thoại em cháu 070 490 1225, đó là số Zalo luôn. Cặp này cặp 35 400 luôn. Đây quay cái này rộng đó. Rồi cặp to đùng này đây, nu lên dài dặn luôn nè, nu nè cũng 400 luôn. Cặp này 36, có hai cây này nu gò cong nha cô chú, nó đi thẳng nè, đưa gò cong thì nó thẳng thẳng lối theo lối. Còn cây mà mặt khỉ thì nó nhảy tùm lum nè, thẳng lối nè. Để này mấy này là nu gò cong nó đi thẳng thẳng xuống nè. Cặp này 400, 36, 37 cũng 400. Ba mươi tám mà còn là cái chân nu chót mình để giao lưu dùng cùng cô chú 200 hơi. Rồi Song Hinh siêu bông nha, mình về một lô chú thủy với lô Song Hinh siêu bông này dữ lắm cô chú ơi. Đế đồ đẹp, người ta ông chủ này nè, ông chơi ông bẻ chữ C không, đẹp lắm nha cô chú. Cao rồi 22, hoành thì 31, 32, có giá là 300. Số 39, bốn mươi có giá là 300, 28,
23 có giá là 300, 40 giá 300. Bao sống bao ship luôn nha cô chú. 22 triệu hoành ở chiều cao. Cây này tới ba mấy triệu hoành là xiền. 31 triệu hoành. Có một hai cây giá 400 thôi nha cô chú. Chẳng hạn như cây này giá 400. Cây 30. 40, cây 41. Cây này 42 có giá là 300. Hai mươi chiều cao, hoành 27 giá 300, cây này nguyên cục đất này đây, nói chung là ship cũng cao lắm nha cô chú. Cô chú chốt mấy cây này chà chà đừng có trả giá em cháu nha. 41 41 chiều cao, 31 hoành có giá 300. Cây này là cây 43 giá 300. Cây 44, cây 44 này giá 400 nha cô chú, nặng lắm. 27 chiều cao, ba mươi hai hoành có giá là 400. Cây 45 có giá là 319 chiều cao, hoành là 28 cái giá là 300. Mình bao sống bao ship luôn nha cô chú. Bao sống 2 tháng 20 ngày. Không lên thì cứ 26 chiều cao. Hoành thân vị trí này 25 300. Cây 40. Cây 46 300. Cây 47. 47 này nữa chứ cho cô chú cắt cái này đây. Về cắt cái xéo một cái. Tại vì cái đầu này nó hơi dồ nè. Cắt đây một cái thì thành chữ C để cắt là đẹp. Cây này 400 nha cô chú. 28 chiều cao. 30 hoành. Cây này giá 400, lâu lâu mình chen vô cây đẹp đẹp đó 400 nha cô chú. Sổ hàng cho cô chú chơi đang kiếm cái hàng mới mới rất là đẹp. Cây này cây 40 48, để này đặt luôn nè. 28 chiều cao, hoành thân vị trí này 25. Đế này đẹp, rất là đẹp nè, có đùi rồi nè. Giá là 300. 070 490 1225. Cây 49 18 34 có giá là 300. Cục đất là bờ nặng lắm nha cô chú, trên cục chục ký á. Cây 49 giá 300. Năm mươi thì nè lên nè, nhặt luôn đi. 27 sông Hinh siêu bông 27 giá 300. Đây này quái đẹp nha, đế đẹp 300. Mình một chuyến này nữa, chuyến sau khoảng chừng 20 mấy cây sam nữa là hết nha cô chú.
chú thủy còn nhiều. 22 chiều cao, chú thủy chung nuôi mặt khỉ còn nhiều. 26 300, cây 52. Ở đây cây này đẹp nè, chi phong đồ có đầy đủ luôn nha, chi 1, chi 2 có đầy đủ. 26 cũng giá là 326 luôn. Mình cuối clip hai cây mình khuyến mãi cô chú là 200. Cây 50 54 53, 200. Đây, còn mấy cây nữa, tính đâu còn hai cây. Cây 54 18 200, tính là chót rồi mình khuyến mãi mà cuối cùng chân té 5 cây nữa nha cô chú. 5 cây này 300 nha. 29 25 300. <cười> 56 27 18 300. Cây này nhỏ nhưng mà nó rất là đẹp nha cô chú. 19 300 nè, đế nó nè, đế đùi bự bự không à. Chưa. 58 24 chiều cao. Hoành 25 300. 59 25 19 300. Còn hai cây qua mua nha cô chú. Qua mua này ai bán mà mua, nhưng mà mình khổ quá mình bán cô chú ơi. Đây nó như con thú nó bò luôn nha cô chú. Cây này cây qua mua số 60 39 chiều cao, hoành thì 22, có giá là 400. Còn cục qua mua nữa nha cô chú. Đây nó lên một điều hết trơn rồi nè. Nó lên sau này nó tum ra quá tròn đẹp lắm nha cô chú. Cái này một củ nha. 22 30 giá 400 luôn. Thì cây này cây 61 cũng cuối clip. Em cháu cũng xin thành thật cảm ơn cô chú mấy lâu qua ủng hộ em cháu. Thì nay thôi em cháu cũng cảm ơn cô chú gần xa. Rồi cảm ơn anh Quốc ơi.